Chào các bạn nhá. Mình đang sửa cái âm ly hãng Delon này này. Với cái lỗi mà cái bác này bác ấy đến bác ấy thông báo này là bác ấy đang nghe rất bình thường ok bởi vì hai cái bộ loa của bác ấy sau đó bác thay bộ loa khác thế là bây giờ nó không đóng dơ le nữa. Tức là bật thì mình vừa mới thử để bắt đầu mình sửa ấy, thì mình bật ấy, thì mình lấy chọn ngõ vào ấy, thì nó ra được tiếng được nghe được rất là hay. Mình chọn cái ngõ vào là ngõ tuner. Mình đang lấy này, xong sau đó mình chuyển sang ngõ CD thì nghe CD nó nghe cũng được vài cái, được chưa đầy 10 giây thì nó ngắt, bây giờ nó không đóng nữa. Mình đang tắt đây đi để nguội xem nó có đóng lại không. Hiện tại mình đang cho tín hiệu vào ngõ CD và ra rồi một ngõ là RL gì đấy. Mình có bật điện lên này, nó power này. Mọi người không nhìn được nhỉ, để tắt cái điện đi này. Đấy thì nó hiển thị cái đấy, dơ le đóng pad nhé. Thì bắt đầu là mình chọn ngõ CD vào ấy. CD đâu ấy, đây thì nó phải có tiếng rồi, đây chả có tiếng gì nữa cả, im thi thít rồi. Đây đây, đấy cái còn cái bypass này chắc là nó liên quan đến hiển thị về chế độ nhớ trạng thái âm thanh thôi, không có hề tiếng gì cả các bạn nhé. Thì khi mình chuyển trạng thái trạng thái ngõ vào ấy, thì nó kêu cứ tạch tạch dơ le, không biết là cái dơ le nhận diện đầu vào nó như nào, nó chuyển các bạn ạ. Thì đây là mình đang cho tín hiệu vào mà không có gì cả này. Đây là tín hiệu vào nhé. Tín hiệu vào mình đang cho vào ngõ CD này. Thì vừa nãy đầu tiên ấy thì mình cắm mãi không được nên mình cắm cái ngõ tuner, mình chọn ngõ tuner thì nó có tiếng ra. Sau đó mình chuyển sang CD thì nó cũng có tiếng ra, nhưng chưa chí được 3 giây thì nó mất tiếng. Nó nghe tạch cái mất tiếng. Đây, ngõ đang ngõ ra, loa đang ở đây này, không thấy gì luôn. Thì như bác ấy mô tả ấy, thì bác ấy bảo là đang chạy rất ok bằng cái bộ loa đấy, bác ấy thay loa rồi hay là bị đóng không đóng dơ le, thế là dơ le nhả. Đây để không biết làm nào để cho nó đóng phát nữa cho mọi người biết là nó đang có nó khuếch đại được đấy, sao nó mất luôn. Đó, mọi người ạ. Nên mình cũng chưa rõ nó là lỗi gì nhưng mình mới đo thử mấy con sò này thì nó không lỗi, không chập. Nên mình đang nghi là lỗi công suất, không lỗi công suất đâu mà nó đang bị lỗi phần gì đấy. Mấy đấy mình đang nó đang chọn chế độ CD này, không hề có tiếng gì luôn. Đấy, giờ này đóng tạch thì sao ấy mà không hề có tiếng gì. Không rõ là do hỏng phần điều khiển hay là hỏng phần công suất mình không rõ. Thôi để cứ thử tháo bung ra để sửa xem được cho bác này không. Bác này trong Xuân Hòa, Sóc Sơn, Phúc Yên, trong Xuân Hòa của Vĩnh Phúc. Thì nhìn qua nhá, cái âm ly này này, cái âm ly chắc là âm ly nội địa, Delon thì quá là nổi tiếng rồi. Nó là âm ly nội địa chạy 110 nhá. À chạy 100, điện 100 nhá, AC 100 này. Đâu nhỉ, đây AC 100 này, âm ly của Nhật mà. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy này. Nó có ngõ ra là phone là RL đấy, trái phải đấy. Và nó còn một cái có một cái cổng, một cái bộ nữa là center, chắc là nó cho là trầm hoặc là center gì đấy nhá. Và hai bộ loa red là RL nữa này. Như vậy chúng ta sẽ thấy nó có 1 2 3 4 5 cổng khuếch đại, à 5 phần công suất. Tóm lại nó sử dụng 5 cổng công suất, như là loa là đấy, có 5 cụm công suất nhá. Là 4.1 đi, cứ giả sử như thế đi nhá mọi người nhá. Thì nhìn qua này, nhìn qua thì nó có 3 cặp, 1, 2, 3 cặp sò đây. Mình cho mọi người xem cặp này, tên của nó này. Đèn pin đâu ấy nhỉ, cố gắng cho mọi người nhìn được, cho mọi người hiểu được một chút về nó nè. Nhìn qua thì nó sẽ có 3 cặp là A1490, C3854 này. Đấy lại mở, đúng cái này mọi người không nhìn được, mình thì nhìn được C3854. Ôi rồi lại mờ mất rồi. C3854 A1490 nhá. Mọi người nhá. Đó, đó là chính là chan to phần công suất đấy. Nó sẽ có nguồn đối xứng, chúng ta sẽ thấy có hai tụ lọc này để tạo ra cho nguồn công suất đẩy kéo mà. Thì ba đấy thì mình đoán là cho là công suất lớn nhất thì nó cho ba cái RL và center đấy. Còn hai kênh nữa ở trên nhỏ nhỏ thì chắc là nó khuếch đại bằng con IC này này, STK này nhé. Mình đoán đấy, chắc là đúng không sai đâu. Bởi vì cái phần loa REAR mình chả nghĩa đọc cái gì thì là nó là cái kiểu loa lời hay loa gì, công suất nó nhỏ mà. Mọi người, người Nhật họ tính toán lên phần liên quan âm thanh thì họ tính toán về cái thiết kế và cái độ nghe nó đỉnh lắm mọi người ạ. Đây là một cái âm ly số ấy, nó cũng có cả motor điều khiển chiết áp này mọi người này. Tóm lại là bây giờ mình cũng chưa rõ nó có lỗi gì, nhưng mình có đầu tiên ấy, thì đã nguội thì mình có bật thì nó
có đóng dư lại, có nguồn ra, có khuếch đại ra loa để tí tí, sau nó nhẹ nó kêu tạch cái, thế là nó mất luôn, thế là bây giờ chả kêu nữa. Nên bây giờ mình cứ bung ra mình xem như nào, đơn giản nhất như này thôi. Đó là bác này, bác ấy dùng loa nhỏ bác để nguyên không sao, ok, nhưng khi bác dùng loa lớn ấy thì là có khả năng là cái tạch cái công suất của cái loa nó lớn quá, dẫn tới là cái mối hàn nó bị bong chóc chẳng hạn, nó bị tách ra chẳng hạn, thì nó bị xảy ra lỗi như này. Mình đang nghi ngờ, hy vọng nó như vậy thôi, chứ mình đo sò nó chưa chập mọi người nhé. Nếu nó chập thì nó cũng ngắt dơ le luôn đấy, bởi vì nó bị dò DC ra loa chẳng hạn. Đó, bây giờ các bạn chờ một chút để bắt đầu mình sẽ lật đường sau này mình kiểm tra thử xem thế nào. Tháo cái con này phức tạp lắm. Đây là chân của hai con tụ lọc nguồn của nguồn cộng trừ nhá, thì mình đo thử này. Một nguồn được còn có trừ 5V thôi. Đây một nguồn 5V này. Đó, còn một nguồn điện áp rất là cao. Tận 38V cơ. Như vậy là nó đang xả không đều như này, có khi là do mạch nó lỗi nó xảy ra như thế đấy các bạn ạ. Mình sang xả đi. Úi ôi, kinh trời khủng chưa. Đấy, chập âm dương đấy các bạn ạ. Vãi chưa? Đấy, chúng ta tháo ra rất nguy hiểm nhá. Mình vừa làm cho cái cực này và cái cực này đang chập vào nhau nên nó mới lổ đấy các bạn ạ. Nhưng lổ như thế thì không ảnh hưởng gì đâu. Kinh vãi. Đấy, chạm vào nó lổ đấy các bạn ạ. Kinh khủng. Thì mình nhìn qua thì trên cái mạch này thì nó main nó rất là đẹp, nó cũng không bị bong đâu. Nhưng mà mình vẫn với cái kiểu đồ Nhật này thì mình cứ bắt đầu tiến hành, mình sẽ hàn lại hết một lần đã xem ok không. Sau đó mình mới tính tiếp nhé. Nên tạm thời mình sẽ dừng video để bắt đầu mình sẽ bật máy hàn, mình sẽ hàn lại hết những cái vị trí này linh kiện như này này. Phải xả tụ đấy, mình thấy đang có sự cố nha, là bên này tích điện rất nhiều so với bên này ấy. Anh em nó phải xả đều nhau cơ. Chúng ta sẽ ý người Nhật này. Những con linh kiện nó rút vào đây để nó cảm nhận nhiệt thế sao ấy. Nó đặt sang bên này này. Người Nhật họ ta tính toán kinh lắm các bạn ạ. Và đặc biệt là cái thương hiệu nổi tiếng này nữa. Nổ phát ghê quá. Nổ ghê mới nghe được tiếng nổ. Khét lẹt luôn. Thôi các bạn chờ mình chút để mình sẽ bắt đầu dùng mỏ hàn, mình sẽ hàn qua hết lại những cái mối hàn này, sau đó mình test thử xem thế nào nhá. Rồi tiếp tục mình sẽ cho mọi người tham khảo xem nó hỏng thực tế là cái gì. Cái đồ Nhật này nhiều khi là nó bị hở chân linh kiện, nó xảy ra lỗi đấy các bạn ạ. Thì khi tải nặng và dòng chảy lớn, vừa nãy mình hàn cái khối chỗ này này, mấy con dơ le là nó rất là hở chân luôn, nó cảm giác như là nó bị công nghệ hàn nhúng mà. Còn những chỗ khác thì thấy rất đẹp. Vậy mình nhìn kỹ được chút nữa. Mình đang thử lại nhá. Con này chờ dây le đóng. Đó, dây le đóng nha, mình đang vào ngõ CD nha. Có tiếng nha. Xem nó ngắt không? Nó đang có tiếng đấy mọi người, mình cho nhỏ mà. Xem về bên này nhá, thực ra âm trung đấy vẫn ok nhá. Ba chín volt này, 40V nhá. Nguồn đối xứng cộng trừ đấy, cho phần công suất đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ linh tinh xem nó có bị ngắt như vừa nãy không. Bây giờ mình sẽ để chuyển sang chế độ tuner này, mình sẽ chuyển sang tuner này. Vừa nãy mình chuyển linh tinh nó ngắt mà. Mình đang để tuner nhá. Đây tuner đây. Vẫn ok. Em còn thở đâu không? Mình không cho tín hiệu ở phần phone đâu, phần phone là phần đĩa than hay sao, nó khuếch đại to lắm và rè kinh khủng luôn, bởi vì là cái lội trở kháng đầu vào nó khác các bạn ạ. Mình sang lại sang chuyển cái chế độ CD nhá, mình bật chế độ CD này.
Đây là phone này, ổ kinh. Đấy, CD. Đang chạy nhạc không lời lấy từ YouTube, không bị bản quyền đâu các bạn ạ. Chuyển bài đấy. Tít à, đấy. Ờ, lâu hơn vừa nãy rồi. Bây giờ mình sẽ tắt thử nhá, xem nó có sụt áp đều không nhá. Mình tắt này, chờ một tí xem đo xem nó có sụt áp đều không. Cái này 34V nhá. Đấy, nó đang giảm dần, 34, 32, 33, nó đang giảm dần đấy mọi người nhé. Xem cái bên này có giảm như thế không. Bên này vẫn treo chết các bạn ạ. Như vậy là nó chỉ giảm một bên thôi. Khả năng hay là điện trở xả của bên này nó chết không. Bên này đang giảm từ từ, như này nó ok nhé mọi người nhé. Đấy, nó giảm 27 nên vừa nãy nó xuống còn mấy vô đấy. Như vậy là khả năng là điện trở xả của cái đường này đang lỗi đấy. Kiểu gì người Nhật họ sẽ tính toán là trên hai chân tụ này sẽ có con điện trở 100K chẳng hạn, hoặc là 220K để xả nhé. Nhưng con này đang lỗi rồi, mình sẽ câu thêm một con điện trở vào. Thế như này thì nó lại lỗ phát nữa rồi đấy các bạn ạ. Đây này mọi người này, mình đã tắt rồi nhá. Mình đã tắt lâu rồi đây, chúng ta sẽ thấy này, cái lỗi con này nó đang giảm xuống còn có 21V và giảm tiếp nhá. Nó đang giảm từ từ, chúng ta thấy đồng hồ nó cứ giảm áp dần đấy. Đấy, xuống còn 20 này. Đấy, xuống còn 20, còn 19 này. Là trở nó đang xả lại, nhưng cái con này nó chả xả. Nó cứ 38V chờ mãi ở 25 rồi. Nên vừa nãy nó mình dí phát nó lỗ đục một cái đấy, nghe sướng cả tai luôn. Rồi mình sẽ kiếm con điện trở, mình câu xả cho nó, chứ không lại lỗ cái này giật cả người. Mình đoán nó chết nhé mọi người nhé. Mình sẽ kiếm con điện trở cao cao một chút rồi mình lắp vào đấy, và sau đó test thử lại nữa thật kỹ xem như nào, hay là chẳng nhẽ là chỉ bị hở mạch thôi, vô lý thật. Và mình không nhìn thấy mạch hở nha, mình chỉ đến cái chân dơ le đang hở thôi. Chân dơ le nó hơi vàng vàng tí thôi, mình có hàn lại thôi các bạn ạ. Bếp từ nó rất nhiều con điện trở 820K. Lớn quá các bạn ạ, xả lâu. Ok đi. Có con nào lắp con đấy vậy. Mình đang nghi ngờ là nó bị mất điện trở, đứt điện trở xả hoặc không có thì nó bị như thế đấy các bạn ạ. Nên nó phải xả lâu như thế, nó chả xả thế nào cả. Đây mình đang lắp con điện trở xả vào này. Đó, dư âm và dương của con tụ nhá. Nó đang có 3 mấy V này, cẩn thận ông nó này, chạm cái nó lỗi đột cái nữa. Đó, để xem nó xả như nào nhá. Ờ, nó to quá mãi chả xả được. Đấy là nó đang tụt dần kìa, 93, 92 kìa. 90 như này thì xả lâu lắm, thôi để mình kiếm con điện trở khác. Mình đang lắp một con điện trở khác này, con này 47K thôi. Đấy, nó sẽ giảm như cái kiểu kia các bạn ạ. Đấy, giảm từ từ kìa. Các bạn nhá, để cho nó xả mà mọi người. Còn con bên này chắc xả hết rồi đấy. Nó không hết đâu, nó dừng lại 8V. Như vậy là nó sẽ xả ok nhá. Như vậy là lại test tiếp, cho nó nói tiếp, xem nó thế nào. Để tháo ra hàn mấy cái nó lại nói bình thường. On này. Vẫn là ngõ CD nhá. Giờ đèn đóng này. Đấy. Xem các ngõ các bạn ạ. Xem cái ngõ center này nè. Đã nhìn được. Hình như cái ngõ center này phải vào có ngõ vào nó mới có các bạn ạ, chứ không thử được. Thôi thử hai ngõ RL thôi. Thank you.
Cái lọ bé mình để ở đây nhá. Chả vừa. Ô, nó ngắt mất à? Bây giờ nó ngắt à? Ô, bây giờ mới mất này các bạn ơi. Đến giờ nó mới ngắt nhá. Đấy, ra van ở đây. Các bạn ạ, hay là nó mất nhạc để mình xem nhạc đã. Bây giờ nó tịt rồi đấy các bạn ạ. À, cái máy nghe nhạc của mình nó bị hết pin rồi, nó đang khởi động lại này. Không phải mất đâu. Đấy, không phải mất đâu các bạn ạ. Và mình bật lại nhá. Chúng ta nghe được dưa le đóng là sẽ có tiếng nhá. Đó. Mình giảm âm lượng hết cỡ để mình nói này. Mình thấy con chan mở nguồn cho con hút dưa le này này, đây là con chan mở con hút dưa le, mình thấy rất là vàng này. Tí nữa mình sẽ hàn tiếp lại nhá. Thì cái nguyên nhân có khả năng là do bác này bác ấy dùng tải nặng thì là cái dòng chảy qua nó lớn chẳng hạn, nó bị tách ra ở đâu đó, nhưng mình đã hàn lại nhiều chỗ khả năng nó lại bám vào được rồi, mình đang đoán là như thế thôi các bạn ạ. Bởi vì mình có đo sòi nó không chết, mà nếu mà nó chết thì để chúng ta sửa công suất thì cũng không dễ, không khó, nhưng mình thấy nó không chết. Bây giờ thì ok đấy, từ lúc mình hàn lại rồi ấy. Rồi bây giờ mình tắt thử xem nó giảm tụ nhá. Mình tắt này. Nó sẽ giảm đấy, con này có khi tăng đặt con 10k cũng được ấy, nó giảm sâu nhanh hơn, con này vẫn to các bạn ạ. Nhưng thôi có còn hơn không. Đấy con này nó giảm nhanh hơn nhiều này. Chắc là điện trở hạn nó nhỏ. Đấy nó giảm chậm hơn nhưng vẫn giảm nhá, thôi kệ thôi các bạn ạ. Có còn hơn không. Mình bật rồi đấy, chờ một tí dưa le đóng là có tiếng. Đó. Chân này đang lứt ra này. Chân tín hiệu ra hay chân gì đấy. Hàn lại. Đây này, nếu mà mình mà để như này mà khi chạy sau đó là dưa le nó nhả nhá mọi người nhá, thì có thể là mình sẽ đo cái điện áp trước của dưa le, hoặc là mình đo như này này. Chúng ta sẽ hiểu đẩy kéo nó như này nhá. Mình nhìn như này mình không biết đâu là con A B C E này, thì không biết là con nào, phải dò biết được. Thì chúng ta sẽ đo phiên trước các bạn ạ. Con này thì lại mình cũng không nhìn được. Đang hướng dẫn mọi người là đo phía đằng trước để là chúng ta xin dưa le nhả, thì là chúng ta sẽ đo phía đằng trước xem nó có bị
dò DC không thì bắt đầu chúng ta sẽ kiểm tra công suất. Với đấy chúng ta quan trọng là chúng ta phải biết được là vế nào bị, chứ không phải là tất cả ba vế đều bị đâu mọi người ạ. Cả ba vế to này, còn con STK kia nó khuếch đại phía ấy kia chắc là mọi người không sử dụng nó. Rồi tạm thời mình dừng video, mình sẽ hàn qua lại chỗ này xong mình lắp hoàn thiện lại nhá. Con này lại buồn cười ghê, hàn lại vậy mạch cho nó lại chạy. CD nhá. Như vậy là cái âm ly đê lông này ấy, là do bị hở chân linh kiện, cụ thể là cái cụm phần dơ le ấy các bạn ạ, mình đang đoán như thế thôi. Dẫn tới là khi do khách thay loa, có khả năng do thay loa này nhấc lên nhấc xuống nó động chạm nó lại lứt ra chẳng để nguyên được không sao, hoặc là do tải nặng quá như mình bảo rồi nó bị rung chẳng hạn, nhưng mình đoán là do lâu năm quá để nguyên được không sao, nhưng mà động lên động xuống nó bị cựa quậy dẫn tới là nó xảy ra trường hợp là bong linh kiện ấy. Này là lúc nó đóng được dơ lè lúc không đấy các bạn ạ, chứ không phải hỏng công suất. Các chế độ âm thanh, còn đâu hiện tại là khách đang dùng cái bypass này, đây này đó. Đúng, mất bát thật, tiếng bát nhỏ hẳn. Đấy, chắc mạnh hơn hẳn. Đây là một loa này, loa của cái loa bé bé. Đây là cái loa rất to ở phía xa này. Balan cân bằng. Thử lại một lần nữa để kết thúc video này. Như vậy là cái âm ly này mình có làm thì ít, còn thử thì nhiều mọi người ạ. Đôi khi sửa chữa nó thế đấy các bạn ạ. Đó. Biến áp nguồn. Nguồn cộng trừ này chắc là cho phần điều khiển, mình đang đoán thế. Có dơ le gì không rõ, dơ le đầu ra, IC khuếch đại của cái tín hiệu ra kênh này. Còn đâu phần center và RL đã được khuếch đại bằng sò đây. Hai con tụ lọc nguồn đối xứng. Ngõ vào. Trên này rất là nhiều IC xử lý tín hiệu âm thanh, rồi là hiển thị phím bấm đằng trước các thứ, điều khiển lệnh các phím bấm các thứ ấy. Tóm lại là âm đi số mà. IC dán nhiều chức năng này các bạn này. Thôi video kết thúc nhá. Mình lại quay làm việc khác. Chào mọi người.